Thưa quý vị, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 năm 2021 của nước ta ước đạt 700.000 tấn với giá trị đạt 362 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay đạt giá trị 1,01 tỷ, đứng ở vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Các chuyên gia thương mại dự báo trong quý 2 tới đây, Việt Nam vẫn tiếp tục lạc quan giữ vững vị trí này do áp lực thiếu container đã giảm. Ngoài ra, Việt Nam không gặp quá nhiều áp lực về logistics như Ấn Độ do khó khăn bởi dịch COVID-19 bùng phát trở lại và gây ra khủng hoảng rộng trong xã hội. Bên cạnh đó, hiện nguồn cung lúa gạo trong nước đang dồi dào, đặc biệt lúa hè thu của Việt Nam đang được thương lái mua đặt cọc trước. Ngoài ra, trong tháng 4 vừa qua, hoạt động thương mại tại Thái Lan diễn ra khá chậm chạp khi nước này trong dịp đón lễ hội năm mới Songkran. Giá gạo Thái Lan đã giảm. Một số thương nhân ngành lúa gạo dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể khởi sắc trong quý 2 năm nay. Trong bối cảnh hội nhập, việc xây dựng, khai thác và quản lý càng nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ mang lại càng nhiều lợi ích kinh tế cho nông sản Việt Nam. Tuy vậy, không phải doanh nghiệp, tổ chức, địa phương nào cũng nhận thức được điều này. Nhiều nơi, nhiều lúc còn tỏ ra khá thờ ơ, thiếu quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Việt Nam có hàng nghìn sản phẩm nông sản đặc sản nhưng chỉ có chưa đến 10% sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại nước ngoài lại càng hiếm. Theo thống kê, đến nay Cục Sở hữu Trí tuệ mới cấp bảo hộ cho 101 chỉ dẫn địa lý. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không quan tâm xây dựng chỉ dẫn địa lý cả trong nước và tại những thị trường có tiềm năng xuất khẩu, thì nguy cơ hàng hóa nông sản Việt Nam bị mất nhãn hiệu hoàn toàn có thể xảy ra. Như với cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa Bến Tre từng bị mất thương hiệu tại nước ngoài. Theo thống kê, giá bán sản phẩm sau khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tăng từ 20 đến 100%. Điển hình như chuối ngự Đại Hoàng Hà Nam, giá bán tăng từ 100 đến 130%, bưởi Phúc Trạch Hà Tĩnh tăng từ 10 đến 15%, hay cam Cao Phong Hòa Bình giá bán tăng gần gấp đôi, bưởi Luận Văn Thanh Hóa giá bán tăng lên 3,5 lần, chè Mộc Châu Sơn La được bán cao hơn từ 1,7 đến 2 lần. Chè Tân Cương, Thái Nguyên cũng có giá bán cao hơn khoảng 1,5 lần. Vụ này, diện tích vải thiều của tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt khoảng 28.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 185.000 tấn. Để thuận lợi cho xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản trong năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang đã mời gọi được 5 doanh nghiệp tham gia thu mua và xuất khẩu vải thiều. Các doanh nghiệp bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu, Công ty cổ phần Amei Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm toàn cầu, Công ty Bamboo. Tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 200 hectare vải được cấp mã xuất khẩu sang Nhật, 218 hectare vải được cấp mã xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, còn lại là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hiện tại, các doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát vùng trồng, đang chuẩn bị các điều kiện đàm phán ký kết hợp đồng thu mua vải với nông dân đã được cấp mã số vùng trồng. Dự kiến Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu sẽ là đơn vị xuất khẩu lô vải đầu tiên sang thị trường Nhật Bản với sản phẩm vải sớm Tân Yên. Tháng 3 vừa qua, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều lục ngạn của tỉnh Bắc Giang tại Nhật Bản. Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản. Trước đó, vải thiều lục ngạn cũng đã được bảo hộ thành công nhãn hiệu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Lào, Campuchia và được tiêu thụ tại nhiều nước trên thế giới. Dù có nhiều thuận lợi nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước và thế giới, dự báo việc xuất khẩu vải thiều sẽ gặp nhiều khó khăn. Và để hiểu rõ hơn về tình hình xuất khẩu vải thiều trong thời gian tới, chúng tôi kết nối với ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, địa phương chủ lực về cây vải thiều Bắc Giang. Xin chào ông ạ. Thưa ông, dự kiến sản lượng vải thiều năm nay tại huyện Lục Ngạn sẽ đạt khoảng bao nhiêu và địa phương đang lên phương án xuất khẩu thế nào trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay ạ? Năm nay thì vải Lục Ngạn thì có tổng diện tích là 15.450 ha. Sản lượng dự tính là khoảng trên 120.000 tấn. Thế và là tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Huyện cũng đã đưa ra các cái phương án tiêu thụ vải cho bà con nông dân. Có hai phương án chính là một là xuất khẩu khoảng 50% và 50% là bán ra nội địa. Thế còn phương án thứ hai là phương án nếu mà tình hình dịch bệnh COVID mà phức tạp mà có thể phải giãn cách xã hội, thông thương khó khăn thì huyện sẽ tập trung bán hàng qua các cái sàn giao dịch thương mại điện tử, thế rồi tập trung cao cho việc chế biến sâu, rồi thì như là sấy khô hoặc là các cái tăng cường các cái chế biến tại chỗ, thế rồi bán nội địa là chính.
Vâng, được biết đến nay thì đã có nhiều doanh nghiệp tìm đến các vườn để xúc tiến tiêu thụ vải sang Nhật Bản. Vậy công việc này đang được triển khai thế nào thưa ông? Xuất khẩu sang các nước như là Mỹ, Úc, Singapore hay là đặc biệt là đối với thị trường Nhật Bản thì năm nay thì rất là thuận lợi, bởi vì là có tổng là 27 cái mã số vùng trồng của phía Nhật Bản đã cấp cho lục ngạn ấy, thì các cái doanh nghiệp này đã trực tiếp đến để ký kết thu mua ngay từ đầu vụ, cam kết giá rồi thì sản lượng để tiêu thụ cho bà con nông dân rất là thuận lợi, không có ảnh hưởng gì. Bởi vì là năm nay thì một là có cái bảo hộ chỉ dẫn địa lý của vải thiều Việt Nam sang Nhật Bản, và hai là ở phía Nhật Bản cũng đã đồng ý ủy quyền cho Cục Bảo vệ Thực vật để trực tiếp giám sát thu hoạch và giám sát để xuất khẩu sang Nhật Bản. Như ông vừa nói thì chúng ta đang có nhiều thuận lợi để đưa quả vải sang Nhật Bản. Tuy nhiên, với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay thì những khó khăn mà chúng ta gặp là gì? Và liệu có thể tự tin về xuất khẩu trong năm nay hay không ạ? Đến nay thì huyện cũng đã có nhiều những cái giải pháp, như là nếu mà dịch bệnh mà có thể là bùng phát mà không vận chuyển hàng hóa được ấy, thì sẽ hỗ trợ các cái hợp tác xã như là các cái hộ dân để xây các cái lò sấy, rồi thì hỗ trợ các cái doanh nghiệp mà đến để có những cái xây dựng các cái nhà máy như là các cái kho lạnh, rồi thì kho bảo quản để chế biến các cái sản phẩm từ vải, ký hợp đồng với các cái lái xe để có thể là chuyển xe, chuyển lái để hàng hóa vẫn để thông thương được đến với các cái tỉnh thành cũng như là đến các cái xuất khẩu sang các nước cũng vậy. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, nước mắm Phú Quốc thơm ngon nổi tiếng trong và ngoài nước, vậy nhưng sản phẩm này thì mới chỉ đạt ô cốp 4 sao và tỉnh Kiên Giang thì đang nỗ lực để đưa nước mắm Phú Quốc trở thành sản phẩm ô cốp 5 sao, hướng đến xuất khẩu, nâng cao giá trị và bảo tồn những tinh hoa của đặc sản này. Hành trình này còn đang gặp nhiều khó khăn từ một số những tiêu chuẩn mà sản phẩm ô cốp 5 sao đặt ra, ghi nhận của phóng viên VTC16. Đặc sản nước mắm Phú Quốc được sản xuất theo chuỗi khép kín từ nguyên liệu đến bàn ăn. Nguyên liệu chính là cá cơm than, một loại cá thân nhỏ, thơm ngon và có nhiều chất đạm, là nguyên liệu đặc trưng cho nước mắm Phú Quốc, bắt buộc phải được đánh bắt tại các vùng biển Kiên Giang, Cà Mau và Vịnh Thái Lan. Các khâu từ ướp cá đến ủ chượp đều tuân thủ quy định khắt khe của chuỗi giá trị. Cũng tùy theo thời tiết, từ tháng giêng cho lại tới tháng mùa nam tới tháng 5, tháng 6 là mùa cá cơm. Anh em tụi tôi kéo bỏ lên ghe xong, tụi tôi anh em bỏ muối vô, anh em tụi tôi trộn. Trộn xong rồi trong đó xử lý anh em xong rồi anh em mới muối xuống hầm. Sau thời gian ủ chượp từ 12 cho đến 15 tháng, Hội Nước Mắm Phú Quốc sẽ đi kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc của các cơ sở doanh nghiệp thành viên. Nước mắm Phú Quốc đã được tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận ô cốp 4 sao. Mặc dù đã được chính thức bảo hộ tên gọi xuất xứ tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu và là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại thị trường này, song việc đưa sản phẩm thành sản phẩm ô cốp 5 sao vẫn đang gặp khó khăn. Hai vấn đề bị vướng mắc, thứ nhất là về trong cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm và chất lượng thì một cái chỉ tiêu là histamine. Histamine rất là quan trọng vì ở các nước khác nó không quan tâm về các chỉ tiêu này. Mà ngày xưa thì Việt Nam với Codex đã xây dựng cái chỉ tiêu histamine nó ràng buộc trong chỉ tiêu về chuyên môn về nước mắm. Vì vậy thì nếu mình làm nước mắm cốt nhĩ từ trong những cái ổ chụp tự nhiên ra thì những cái chỉ tiêu này nó đang còn bất cập, mà tất cả các hội nước mắm phải làm như thế nào để giải thích và đòi thế nào để nhờ nhà nước hỗ trợ để cái histamine này nó sẽ là an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Việt Nam hiện có 4.733 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt 3 sao trở lên, trong đó sản phẩm tiềm năng 5 sao chỉ chiếm 1,74%. Hiện Hội đồng Ô cốp Quốc gia đang tổ chức đánh giá, phân hạng cho 43 sản phẩm ô cốp tiềm năng 5 sao được các địa phương đăng ký.